con thì con muốn đi tham gia nhiệm vụ quân sự. Nhưng mà má không cho. Má nói là con cứ học đại học đi, xong rồi lấy bằng về đây má cho đi. Nhưng mà bây giờ con đã học xong rồi, má cũng không cho đi luôn. Vậy hả? Nhưng mà lý do tại sao con lại yêu bộ đội? Dạ, tại vì là con rất là yêu nước rồi. Mời đàn trai. Xin mời đàn gái. Chào em, trời ơi. Bây giờ mình ưu tiên cho đàn gái giới thiệu rồi mình trước đi. Dạ con chào cô Hồng Vân ạ. Dạ con chào chú Nguyên Linh ạ. Rồi chào dạ, con. Dạ em chào anh bên cạnh ạ. Và chào toàn thể các khán giả trong trường quay. Dạ em tên là Lương Minh Duyên, năm nay em 22 tuổi, em quê ở Phú Yên ạ. Hiện tại em đang là nhân viên trong văn phòng ở Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Và hiện tại em cũng đang sinh sống ở Đồng Nai luôn ạ. Rồi mời em trai. Vâng, đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng bạn nữ bên cạnh và toàn thể khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Xuân Phú, 24 tuổi và giờ là quê quán ở Nghệ An và giờ đang công tác tại Củ Chi. Dạ vâng, giờ em đang là làm chức chính trị viên phó đại đội ạ. Bên đây người ta 22 tuổi á, 22 tuổi á, mà nói nghe nè, một bí mật đó nha, trời ơi, nói sao? Chung là thực sự là rất giống một bạn ở trong showbiz đó. Nói nghe nè cưng, cái điểm mạnh của cưng là cái gì? Dạ điểm mạnh của con đó là con biết bơi, con biết chơi thể thao, con hòa đồng vui vẻ hoạt bát. Mà ưu điểm của con lớn nhất trong ngày hôm nay đối với anh đó là con biết bơi, tại vì sau này là anh không sợ con hỏi cái câu là giữa mẹ và em rơi xuống biển thì anh sẽ cứu ai, tại vì em biết bơi, anh cứu mẹ anh đi, em tự bơi vô bờ. Trời ơi. Nè, nè chú rể ơi, đẹp mà duyên dáng nữa đó nghe. Đẹp mà còn duyên dáng nữa. Rồi bây giờ nè, mình nhiều điểm mạnh quá thì mình có điểm yếu nào không? Dạ có, con có điểm yếu đó là con tự ti nhút nhát. Không có được, mình phải mạnh mẽ lên nữ quyền. Nếu như mà mình có một người yêu mà làm trong quân đội nữa thì mình càng phải mạnh mẽ nữa, đúng không? Đúng rồi. Đó. Thôi bây giờ em hãy nói ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Vâng, đối với em thì ưu điểm thì cũng tương đối hòa đồng, vui vẻ. Và đối với những người trong quân đội thì cơ bản là tính tự lập rất cao. Có mà khuyết điểm gì không? Dạ thì khuyết điểm thì cũng có. Em tương đối là nhút nhát. Nhất là đối với những người khác giới. Trời ơi, hai đứa đều nhút nhát hết là sao? Thì hai đứa nhút nhát mới lên đây nè. Dạ thưa cô, là trong các loại bộ là con thích nhất là bộ đội ạ. À, loại bộ là thích nhất bộ đội dạ, hả? Dạ, tại vì con có ước mơ đó từ nhỏ rồi. Từ nhỏ là con đã rất là thích bộ đội rồi. Tới năm 12 thì con thi công an thì con bị rớt. Mà ba con là thích công an nữa cho nên là ba rất là buồn. Còn con là thì con muốn đi tham gia nghiệp vụ quân sự. Nhưng mà má không cho. Má nói là con cứ học đại học đi, xong rồi lấy bằng về đây má cho đi. Nhưng mà bây giờ con đã học xong rồi, má cũng không cho đi luôn. Vậy hả? Nhưng mà lý do tại sao con lại yêu bộ đội? Dạ tại vì là con rất là yêu nước rồi. Tại vì là con muốn cống hiến cho đất nước. Nhưng mà hiện tại thì con đã học xong rồi, cho nên là con thấy là cái ngành nào cũng cống hiến cho cũng đất nước. Cũng là cống hiến hết. Cho nên là với công việc hiện tại của con thì con cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt để trời phát triển đất nước quá. Rồi bây giờ Phú cho bên kia biết mình đã trải qua mấy mối tình rồi, chàng trai 24 tuổi. Dạ thì về mối tình thì em cũng đã trải qua một mối tình trong thời kỳ học viên. Thì sau khi năm thứ hai thì em cũng đã yêu một người và đến khi năm ra trường và cô ấy thì bằng tuổi em và đang làm công tác tại Hà Nội. Ra trường học 4 năm, em học 5 năm. Mà do cô ấy là ra trường trước và giờ công tác ổn định thì và sau khi em ra trường được phân điều động vào công tác thành phố Hồ Chí Minh thì và do khoảng cách địa lý với xa quá và công việc của cô ấy đã ổn định cho nên em chia tay. Do khoảng cách xa quá. Dạ vâng. Bây giờ nói thật em nè, Củ Chi với lại Nhân Trạch, Đồng Nai đó xa không? Nếu có cần một lý do thì cũng đâu có xa đâu, sát bên luôn à. Nhưng mà biết sao không, cái yêu bộ đội là chắc chắn cho dù các bạn có ở gần nhau thì các bạn cũng vẫn phải chấp nhận là yêu xa. Bởi vì có những lúc là các anh ấy không thể nào đi ra khỏi trại được, đúng không nè? Thì bạn có chấp nhận cái tình yêu như vậy không? Dạ có. Cái lúc thì chương trình có hỏi em là ở Củ Chi được hay không ạ? Nhưng mà em nói là ở đâu cũng được, hải đảo hay là vùng sâu vùng xa gì cũng được ạ. Không nhất thiết là gần hay xa, nhưng mà nói chung là bộ đội là được ạ. Trời ơi tuyệt vời quá. Bên đàn trai nghe là chịu lắm luôn rồi đó. Nhưng mà nó có mấy mối tình rồi, hỏi coi Vân. Sao con đã từng yêu chưa? Dạ rồi ạ, dạ thưa cô Hồng Vân là con đã có một mối tình rồi ạ. Và năm 2 đại học ạ.
Một bên là gia đình ngăn cản, một bên má con là chưa muốn cho yêu ạ. Và một bên là bạn đó lăng nhăng. Nói chung là tứ đổ tường, cái gì cũng có ạ. Ồ, vậy cho đó. Cho nên là con nhận ra sớm, cho nên là kết thúc ạ. Bây giờ mình trở lại với thực tại. Bạn gái muốn tìm một chàng trai trong lý tưởng như thế nào? Nhưng mà nếu được thì cao hơn con một xíu ạ. Cao một xíu là bao nhiêu? Dạ cao khoảng 1m65 trở lên ạ. 1m65 trở lên. Cái điều gì mà bạn không thích ở cái người bạn trai của mình? Dạ, dạ chắc là con không thích anh bên đó hút thuốc ạ. Có hút thuốc không Phú? Có. Trời ơi. Bây giờ người ta không muốn hút thuốc thì sao? Mình bỏ được không? Đó là lý do động lực để em phải bỏ. Đó là lý do phải bỏ ha. Dạ. Nhưng nghĩ hút thuốc bỏ được mà. Có bây giờ mà bạn hình dung cái người đàn ông của mình phải giống một ai đó? Dạ con không có cái tiêu chuẩn gì ạ. Nói chung là chỉ là bộ đội là được. Trời ơi, tôi yêu bộ đội đến mức trời như vậy ơi, nha. Chỉ là bộ đội là được thôi trời. Dạ. Ơi đây là một cái điều mà đó giờ mình chưa bao giờ thấy trong bạn của họ, tức là không cần yêu cầu, chỉ cần yêu cầu bộ đội là được. Bây giờ tôi phải qua tôi nhìn qua cái chú bộ đội này xem thế nào. Đó, thấy chưa, hiền lành dễ thương đấy, mạnh mẽ, có khuôn mặt phu thê. Có không, để coi coi phu thê hay là gương mặt làm thê. Không, gương mặt phu thê, nhìn đi. Để con chào chú ạ. À, chào con. Trời sao ơi, thấy chưa dễ thương điềm lành rồi ha. Bây giờ hỏi nè. Điều mà không thể chấp nhận được ở cái người bạn trai của mình là điều gì? Dạ, chắc là vũ phu nóng tính đó. Vũ phu nóng tính đúng không? Lăng nhăng nữa. Có không? Bộ đội khó lắm. Kỷ luật thép luôn. Thành ra là với bộ đội là không bao giờ có tính cách đó. Dạ. Cứ để bạn ấy tự trả lời đi. Không, cái đó là nguyên tắc rồi, không cần trả lời. Cứ để tự trả lời đi. Đàn trai đảm bảo luôn. Có người đứng ra bảo lãnh rồi. Sau đây con bị đánh là con tìm chú Quyền Linh. Đúng rồi, tìm đó, chú. Nhớ nha. Chú chỉ cho chỉ quy gặt luôn. Cảm ơn chú. Đừng có lo. Còn Phú kìa. Điều gì không chấp nhận ở bạn gái của mình? Không biết nấu ăn. Dạ. Không thể chấp nhận được là nếu con gái không biết nấu ăn ngon. Mình có biết nấu ăn không? Biết không? Dạ, nấu ăn thì con thuộc top trong nhà, top 3. Top 3. Top 3 trong nhà. Top 3. Nhà là sau mẹ, nhà có ba người là top 3 luôn. Đó. Sau mẹ sau bố. Trời, nằm vậy ngon chứ bộ. Cưng có tài lẻ gì không? Dạ nếu mà có tài lẻ thì để lát gặp anh con xin hát tặng anh và các chú ở đây ạ. Trời ơi, hay quá. Đó, có món quà tinh thần luôn rồi đó. Rồi xin mời đại diện nhà trai đi. Kính thưa chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Kính thưa khán giả trong khán phòng hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Văn Tuyên, là phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn 2, là thủ trưởng của bạn Phú. Tôi hôm nay đi cổ vũ cho Phú thì chúng tôi có cán bộ chiến sĩ đồng đội có cái nhận xét về bạn gái thì trước hết là rất là nhanh nhẹn, xinh, cũng có chút hài hước. Mong rằng nếu mà đạt được một cái gì đó, có một cái kết quả tốt đẹp thì chắc chắn là nó phải có một cái quãng đường thật dài. Và phải cần cái sự chung tay vun sới của không những một người mà cả hai người. Xin cảm ơn đàn trai rất là nhiều. Sao vậy anh? Sao vậy? Ôi trời, sao vậy? Em xúc động quá hả em? Đâu chị đâu? Chị của em đâu nào? Tại sao con lại xúc động như thế hả con? Sao hả? Con có thể cho chú Hồng Linh với cô Hồng Vân biết được cảm nhận của con nói đi coi. Tại vì tình yêu bộ đội của con là nó là thật đúng không? Nó là thật và rất là lớn nữa đúng không nè? Đó là lý tưởng đó. Đó người lý ta tưởng. Gọi là lý tưởng. Cô bé này là luôn. Đúng rồi, cô bé này cái cảm nhận của Vân á là cổ là một người sống rất là có lý tưởng, rất là có hoài bão, tức là thanh niên tốt nè, thành phần ưu tú trong thanh niên. Con sẽ chứng minh cái lý tưởng đó cho tất cả mọi người đều biết con ha. Rồi xin mời chị của đàn gái. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì em tên là Lương Minh Diệu, là chị gái, chị ruột của Duyên. Nhận xét về bạn nam bên này thì em thấy bạn cũng khá là ổn, nếu mà bỏ thuốc được thì rất là ok. Và em cũng hơi có thiện cảm nên là hy vọng là hai em sẽ cho nhau cơ hội. À, cảm ơn em gái. Thôi bây giờ nghĩ một cái tình yêu, một cái lý tưởng với bộ đội và một chàng trai đang đi tìm một nửa thương của mình gặp nhau xem như thế nào nhá. Ừ thôi mình mở đi ha. Chúng ta mở rào. Rồi mở rào. Đứng luôn. Dạ em hôm nay em cũng có món quà để tặng anh rồi. Em cảm ơn. Em mở món quà đó xem bạn gái tặng cái gì. Đây là một cái bút ạ. Cái bút có ý nghĩa gì không Duyên? Dạ cái bút
em mong là cây bút của em nó sẽ đi với anh trong suốt những ngày sắp tới ạ. Và em cũng mong là anh dùng cây bút này để ký vào giấy đăng ký kết hôn nếu mà được. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Hai bạn cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt đi. Em chào anh ạ. Chào em. Trước khi bắt đầu thì em với anh có thể hát chung một bài được không ạ? Dạ thưa mọi người, là sau đây em xin gửi tới mọi người bài hát Hát về anh ạ. Này là cái bài rất là thích của em luôn. Một sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển. Dạ. Một ba lô, cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao. Ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ nặng tình quê hương căn giữ trên miền đất mẹ. Cho em thơ ngon và vui bước sang hôm đến trường, cho yên vui mùa xuân đôi lúc còn hẹn hò ước mơ. Đã có lúc hy sinh khó nói hết bằng lời, nên động lại trong tôi những nghĩ suy. Rồi không nghĩ nữa, không được nghĩ nữa, không có nghĩ nữa. Có lẽ là do không có đàn, thật ra nó không vô nhạc. Bài này rất là dễ thương của nhạc sĩ Thế Hiển. Chứng tỏ được rằng là lý tưởng của cô ấy đã từ xưa đã hướng về bộ đội. Nhưng bài hát này cô ấy thuộc rất là rõ ràng, có điều nó chưa trúng nhạc thôi. Ngày hôm nay con rất là dũng cảm khi hát rồi. Tại vì là bạn bè con dặn, ba má con dặn, hàng xóm con dặn lên đây đừng có hát. Rồi, lấy được một cái tinh thần lớn. Thôi hai bạn tìm hiểu về nhau đi nào. Cảm nhận về nhau như thế nào nào. Trên vai. Em cảm nhận người bộ đội đang ngồi trước mình như thế nào? Dạ, rất là đẹp trai ạ. Cô này đẹp không nè? Dạ, em đang tạm thời đang bị hút hồn sang phía bên kia. Đang bị hút đúng không? Đó, chị cảm nhận vậy đó. Phú coi như là cứ thẫn thờ đờ đẫn ra. Nhiều khi bị đứng hình một dao hút hồn rồi không có đứng luôn đấy. Vâng, thì từ lúc nãy em vào thì cũng nghe bạn bảo là rất có tình cảm với bộ đội và tình cảm từ và kể từ lúc 12 giờ thấy tình cảm bạn dành cho bộ đội là cũng thấy niềm vui nho nhỏ trong bản thân rồi, là thấy là có cơ hội lớn được rồi. Dạ, anh có gì để hỏi em không ạ? Đối với anh thì là người trong quân đội thì một môi trường đặc thù là thời gian ít bên gia đình, có nhiều lúc khó khăn. Thì em, nếu mà chúng ta tiến tới thêm nữa thì những lúc khó khăn thì em có thể vượt qua và chịu đựng được tất cả. Chỉ cần anh không lăng nhăng, anh trung tình là được rồi ạ. Về thời gian thì cũng một tuần trực một ngày nghỉ thì có thể tuần này đi và tuần sau sẽ không gặp được và tuần sau nữa sẽ lại gặp. Dạ được. À, một tháng thì trung bình chắc được 2 lần. Dạ được, dạ không sao. Mỗi bạn sẽ có một câu nói thật lòng mình về người đối diện, sau đó chúng ta tiến hành bấm nút. Em đã nói hết lòng của mình rồi, em chốt là một câu cuối là anh ơi, anh có bấm, anh có thích em hay không thì anh cũng bấm giùm em. Tại vì dạ, tại vì là lúc mà mang em đi làm cái giấy xác nhận độc thân cho em thì cả làng, cả xã, cả xóm đều biết hết rồi. Nếu mà anh không bấm là thôi Tết em không về quê luôn. Trời đất ơi. Cái này từ lúc vào đã đặt tình cảm rất vừa mới cao nhìn thấy đúng không? Vừa mới nhìn thấy là sao nè? Vừa mới nhìn thấy là đứng là muốn kiếm cái nút liền đúng không? Muốn kiếm cái nút liền. Hút hồn sang bên giờ nhanh chóng để kiếm cái nút ấn. Đó, thấy chưa? Linh chưa thấy con trai nào quyết liệt như con gái này chứ hả? Thường là con trai sẽ nói câu đó, nhưng mà hôm nay tôi lại thấy cô gái nói một anh bộ đội như thế. Trời ơi, cô bé này, cô bé này rất cá tính quyết liệt đó. Và quyết liệt cô bé này. Mình để tay mình nút bấm nữa các bạn. Các bạn đang đối diện với gia đình, với bạn bè, với người thân và hàng triệu người nha. Hãy thể hiện bằng cả trái tim của mình, bằng nhịp tim của mình với nút bấm 3, 2, 1. Rồi, chúc mừng. Đây, đứng xích lên. Hãy nắm tay nhau đầu tiên. Đó, cảm nhận cái nắm tay thế nào? Run quá. Để quà bởi Ni Tí nhận quà của chương trình. Vâng, thì nhân tiện trong chương trình hôm nay có gia đình và chỉ huy đơn vị thì em cũng xin phép gia đình nhân duyên cho em được tìm hiểu duyên. Vâng.
Và nếu như tìm hiểu được thì sẽ chăm sóc Duyên như thế nào? Hứa với ba mẹ của Duyên, coi như bây giờ em tưởng tượng là các cụ đang ngồi xem màn truyền hình đó, thì em hứa làm sao nè? Thì hứa sau khi mà nếu mà tìm hiểu được và đến với nhau cưới hỏi thì em sẽ hứa sẽ chăm sóc Duyên. Những lời hứa đó nó còn mãi trên truyền hình nha. Không bao giờ thay đổi. Nếu hai đứa tiến tới xa hơn thì anh nghĩ rằng cái biên bản tình yêu đó sẽ là một điều rất đáng trân trọng. Dạ, con xin hứa với các chú ở đây, ba mẹ anh của anh ở nhà, thì con sẽ là hậu phương vững chắc của anh cho tới khi nào anh bỏ con thì thôi ạ. Trời ơi, thương quá. Chúc cho hai đứa sẽ sớm tìm hiểu nhau và sớm sẽ có một thông báo, một tin vui. Rồi Phú, chứng tỏ bản lĩnh rồi nè Phú nè. Đó. Thấy không? Có gì đâu. Thật ra cái nãy không phải là nụ hôn đầu tiên mà cái hửi đầu tiên thì đúng rồi. Đây là chiếc vé xem phim của cùng gặp Cinebox 212 Lý Chí Thắng gửi tặng các bạn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Rồi. Đây nữa nè các bạn. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có cách xa thế cũng như đang ngồi gần đó. Rất là phù hợp với cái tình yêu xa của hai bạn nha. Rồi. Khi viết đây, hãy viết vào giấy đăng ký kết hôn như cô gái đã ước mơ. Đây, hoa hồng yêu dấu đây. Đó, tình yêu mãnh liệt đó. Rồi, chúc các bạn sớm báo tin vui chúng tôi nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn cô. Nào. Rồi, cảm ơn. Đúng rồi, hãy bảo vệ cô gái Phú nha. Ây da. Trời sẽ vui quá à. Thưa quý vị, chương trình Bóng Với Hẹn Hò luôn luôn tổ chức những trình đặc biệt thế này để chúng ta làm mai làm mối với những sĩ quan, những quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam. Các cô gái, các chàng trai không ở nằm trong quân đội hay là ở ngoài quân đội, chúng ta có thể đăng ký tham gia nếu như chúng ta muốn một nửa yêu thương của mình là những sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân dân Việt Nam, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Chúng ta có thể xem lại chương trình thông qua cổng MCV Media và cổng Love TV. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt.